hàng hiếm có khó tìm, cả huyện không có, con khẳng định luôn cả huyện không có. Nói chung cả tỉnh không Đinh, nói nhưng mà cả huyện Kim có. Dung này, em lấy Đức bêm mâm tặng em xe này nhé. Ok Kim Dung, nhất trí luôn. Riêng hứa ok tặng luôn xe luôn, tặng luôn xe hàng ba van rồi, không tốn xăng đâu. Tiết kiệm xăng mà. Xe này là 47 triệu nhá, xe là đẹp nhất huyện luôn. Riêng kiếm con xe 82 nhưng phải đời 89 được cơ, hơn 50 này anh em nhìn. Vân gỗ này. Đây là men dạng. Chu đậu này, men chu đậu này. Ok em. Chấm hết luôn, men chu đậu này. Yeah. 15 triệu anh 15 triệu. Con đấy bán 16 triệu. Lấy đâu ra? Anh em kiếm đâu ra con 82 từ năm 89 là này. Gia cụ ngày xưa xây nhà năm 89 sắt thép rồi. Sắt thép rồi phải đây từ từ nghe một rừng cây của đời người nhá, 47 triệu, xe dành cho các giáo viên, các hiệu trưởng, các chị em, các bà các mẹ đi sao nhẹ nhàng, nhà phải thật sự là có điều kiện nhá mới mua. Anh em nhìn đôi tay nắm này, tay cầm nắm từ năm 89 rồi vẫn còn này. Máy vẫn nổ đấy, máy vẫn thiết không tiếng động đấy. Này anh em nghe tiếng gì không? Máy nổ đấy, không nghe có nổ đâu, không nghe mình tưởng không. Tắt rồi. Mình tưởng nó không tắt ra, nó vẫn này, nó vẫn lên này. Vẫn lên đấy, này. Con nổ nó, êm thôi. Mõm dè chưa xây, một tí, hơi một tí. Zin hết của nó, yếm này. 47 triệu nhá, các cái nút này, đây này, viên ruby của mình còn nhìn còn chả đẹp bằng cái viên này của nó, 589. Xe này của một anh mua, một đại gia Đông Anh mua của ông chủ lái tàu Fosco á, tàu viên Dương ấy. Đây là vành bánh Tân An này, vàng ươm. Bú mỡ này, 82, 89, hơi 50, 47 triệu. Một chiếc xe mình không bao giờ lo, mình không bán được mình cứ để mình chơi, à vấn đề. Toàn bộ còn hoàn hảo, chưa vỡ một tí nào, chưa xảy sức nào. Rất là đẹp. Xe này siêu tầm để mất 20 năm nay rồi. Tức là đi mua về mới từ lúc đẹp, mua để 20 năm nay. Bây giờ mới đầu mới ra bán đấy, vừa rồi mình có làm video mua chiếc con này đấy. Có mua trực tiếp chứng. Mua đàm phán trực tiếp con xe này nhá, mình có video mua trực tiếp con này. 47 triệu nhá. Một vòng bên này đi. Tất cả con nào, bô bủng vẫn zin. Bô bủng vẫn zin nhá, gen xe này. Đấy, máy vẫn nổ đấy. 82, 89 hơi bay. 47 triệu. Vâng, 47 triệu nó là hơi 50 anh em nhá. Hàng ạ. Đúng rồi. Nguyễn Văn Trai ạ. Hàng độc đấy ạ, hàng không có ngoài thị trường nhiều. Đúng. Mình mua con đồ gym rồi. Phone thoại mình mua con đồ gym rồi. À, anh Nguyễn Xuân Đúng. Anh Minh Tứ Kiên ế lô rồi đúng không ạ? Dòng xe này nó kén đấy, dành cho anh em nào mà thật sự phải lắm tiền nhiều của, nhưng mà tính toán tiền thôi thì cũng mua. Thật sự đam mê đây, đôi gương mà zin ngoài. Anh em nhìn đây quay cái tay nắm này, từ năm 89 giờ nó còn như này ấy. Nó vẫn như này là biết là như kinh khủng nào. Cái này tháo đời ra và quét không, chống gì? Không quét kệ, để nguyên. Để nguyên riêng cái đồ chống đồ xe này. 82, 89 đây này. Yên sắt này em này. Yên sắt vẫn zin nha, đây cái nút này. Rất là đẹp luôn. Thời của là ông Phạm Bằng với Văn Hiệp ấy. Với Trịnh Thịnh ấy, thời kỳ của ông Trịnh Thịnh ấy. Máy vẫn êm này, em thấy con xe này cả huyện không có, mà nghĩ cả tỉnh chả có. Cả tỉnh không có luôn, chứ chưa nói huyện tính gì. Đây. Quay gần đây em xem cái đầu bò máy. Ôi. Bộ thanh răng này, cái này thanh răng này càng răng này, đây các trục đây anh em nhìn lúc này này. 47 triệu mình chả được nghìn nào đâu. Con xe này mình bán nốt. Xe này xe của Ánh Sáng, anh em ai biết là con xe của Ánh Sáng. Có video phát trực tiếp luôn. Làm đấy, trực tiếp có video mình luôn. Phát trực tiếp mình mua xe này. Vâng. Mình mua tất cả là mất gần 1 tỷ tiền xe. Còn một con xe này, anh bảo Kiên để kỷ niệm. Duy nhất còn quạt. Anh bảo con này thì kỷ niệm phải đúng, mình kể kỷ niệm thật. Nhưng nói chung là chưa hữu duyên, chưa hợp. Ai mà thật sự ra mà thầy giáo dạy học ở trường, hoặc là một chút gì đấy, ai mà có một chút gì đấy yêu cái sự nhẹ nhàng ấy, gia đình, mua về cho bố, cho mẹ, cho gia đình đi. Đấy. Nó là cái, em quay gần đây, nó là những cái kỷ niệm. Đấy, quý lắm em ạ. Nhà mình đang đi mua cho mẹ mình một con 82 rồi, bà vẫn đang đi. Đi đến 3 năm chả thấy lỗ cả. Ngon lắm. Đấy, máy ngon. Vẫn nổ đấy, thì thầm mùa xuân. Chiếp chiếp.
gà mẹ gọi gà con đấy, chép chép 82, 89 em ạ, năm nay em nó kỷ tỵ. Chính thức là năm nay em nó là được 35 năm rồi anh em ạ. Những kỷ vật 35 năm anh em nhé. Nếu mà các vật khác như đồ sành sứ thì thoải mái, nhưng riêng đồ xe máy mà giữ được 35 năm mà còn nguyên vẹn này, tất cả mọi cái hoàn hảo, sơn zin, máy zin, tất cả chưa thay từ con ốc, là phải nói là rất là quý rồi. Sau 35 năm mà chưa thay một con ốc. Đấy. Em cho đi thân của anh Kiên, bảo giao cho Tín, cho anh lại qua thì nó tên em nó là huyền thoại đấy. Vâng, bản LED 2 tầng anh em nhé, đời 2019, 150 phanh xe VS ạ. Em có đến 19F1 29516. Rồi. Giá thì hợp tình hợp lý thôi anh em nhé. Bản đúng là bản đen sần đấy ạ. Bản đây, bản đặc biệt này. 19 150 này. Thì bỏ ra có 70 triệu mua con xe 70 triệu một con 2019 bản CBS nhé. Con này nó không phải ABS. Chìa khóa này thua cái em nó là biển 19 thôi. Con này mà 29 thì thêm 10 nữa. Vâng. Con này mà 29 thì chỉ còn 29 nữa là thêm 10 Tây Hồ nữa, nhưng mà nó vì nó em nó 19 nên rẻ hơn 70 em ạ. Anh em nào dừng có đồ chè là con này. Đúng rồi anh. Chất nhá, 2019 nha, 150. 150 CBS anh em ạ, bản đen sần chuẩn luôn đấy ạ. Nó đánh xi cho cái này đi. Nó lộ chữ 150 xong nó mở chữ 150. Ôi Đức ơi. Đánh xi cho anh cái chữ 150 cho nó lộ ra tí. CS 150. Để đắp là đắp cái chữ 150 này. Đấy. Đây này, nó khác bọt mỗi tí này anh em ạ. Mỗi tí cả vạt anh em ạ. Cả bộ con lê có mỗi đeo mỗi tí nơ này. Đánh xi, đánh cho nó bên này. Đây này anh em này. Tả cái đây. Đây. Đây là thắt ống tia của em nó này. Đây. Đấy, sport đấy nó khác bọt chứ đấy. Đấy bên này nó đẹp hơn này, bên này 150. Lau kia kìa, đây 150 này. Đây là thắt ống tia này. Đây đằng sau đây. Đó, chữ này. Tổng cơ biển số. Okay. Máy ngon nhá, hiện tại là ngon. Máy zin hết. Bản 2019 này anh em này. Đúng rồi, 2019. Chìa khóa có một chiếc. Cạnh mẹ vứt bố đi, mấy cái khâu này nó gì nó xấu. Vứt bố đi. Bên em có rút hồ sơ nha anh em nhá. Đằng sau đây anh bảo này, những con xe đời mới này, mấy cái đồ này, cái của khóa xe vứt bố nó ra nhìn cho tóm lại những cái đồ phụ kiện của chủ cũ ấy bỏ mình chờ người mới đây móc treo móc đèo ra kìa xấu quá nó bẩn lủng lẳng cũ vứt bố đi ôi thì nói nha ném ra hàng xóm chắc là muộn rồi đúng không? Vâng, số khung số máy đúng đời nha anh em nhé, đúng đời 2019 một năm. 2019 đây có con nào trong này? Con này chưa đúng không? Rồi, mời anh em. Dọn. Quá. SH nhập đây. Vâng, SH nhập 150 anh em nhá. Anh em con này vẫn chưa dọn xong. Chưa dọn xong. Vừa mua về. Cái F 150 đây rồi ạ. Vâng. Hàng mới rửa thôi ạ. Hàng mới 42 triệu nhá, 2009. Vâng. 29D2 3573 đầu máy 162 hát đời chót hết đời này ra sang slot hết đời này nó cùng sánh đôi với SH của đầu máy 16 là sánh đôi với SH đã cầm màu cà phê đấy, đời chót hết đời này hết sản xuất 150 42 triệu nhá. Đầu máy nó đang ướt. Tiền 19 là 70 triệu anh em nhé, 150 đấy ạ. Này xử lý bảo dưỡng máy móc rồi. Cái này bảo dưỡng bảo là xử lý lại máy đi, máy nó hơi kêu. Con này xử lý lại hết. Con này xử lý con lại máy. Con này cho vào xử lý, cho ra xử lý máy cho anh em. Kiểm tra xem nào. Em mang đi ra trường để xử lý cho anh cái máy êm đi. Bán 42 triệu trong đấy bao dọn hết là máy móc ngon cứ ngon lành anh em đi. 42 triệu nhé. Con này máy tiếng nổ không ngon lắm.